Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn Sana Syri ngày 26 tháng 2 vừa qua đã cho biết, lực lượng phòng không Syri vào hôm 23 tháng 2 đã đánh chặn thành công hàng chục tên lửa của máy bay chiến đấu thế thứ năm là F-35 của Israel trong một cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu Iran tại Damascus. Đây là lần đầu tiên Syri đánh chặn thành công các tên lửa của F-35 và cũng là chiến công đáng kể nhất của phòng không Syri kể từ khi xảy ra cuộc chiến tại nước này vào năm 2011 theo báo cáo, vào lúc 23 giờ 25 phút ngày 23 tháng 2, một phi đội F-35 đã âm thầm xâm nhập không phận Syria và tấn công từ xa vào nhiều mục tiêu quân sự Iran tại xung quanh thủ đô Damascus. Hệ thống phòng thủ không quân Syria đã được kích hoạt để đánh chảy hướng những tên lửa tấn công vào Damascus hoặc phá hủy phần lớn chúng trên không. Lực lượng quốc phòng Israel cũng đã xác nhận thực hiện các cuộc tấn công chống lại Damascus. IDF cho biết họ nhắm vào các vị trí thánh chiến Hồi giáo của Syria. Về phía Syria, vào thời khắc quan trọng này, hệ thống phòng không S300 của Syria đã kịp thời phát uy đánh chặn gần như toàn bộ các tên lửa của F35. Để làm được điều này, lực lượng phòng không Syria đã thực hiện một chiến thuật phối hợp vũ khí độc đáo. Thời gian qua, nhiều thông tin cho thấy hệ thống phòng không S300 của Syria gần như là im lặng tuyệt đối trước các cuộc không kích của Israel nhằm vào Damascus. Nguyên nhân của vấn đề này đến nay đã dần được hé lộ thông qua chiến thuật của Syria. Có thể nói không phải là do hệ thống S-300 không đủ sức mạnh để tiêu diệt tên lửa của Israel. Nguyên nhân chính là nằm ở hệ thống radar của S-300 không phát hiện kịp thời máy bay của Israel và đã hoàn toàn bị động khi bị các tên lửa trên máy bay này tấn công. Theo báo cáo của Sana, trong cuộc tấn công của F-35 vừa qua, phòng không Syri đã kết hợp giữa hệ thống S-300 của Nga và hệ thống radar cảnh giới tầm xa ZI-27 của Trung Quốc. Sự kết hợp này đã buộc F-35 Israel phải hiện thần và vô hiệu hóa hoàn toàn tên lửa của máy bay này. Một mình S300 khó có thể theo dõi và khóa mục tiêu trước khả năng tàng hình mạnh mẽ của F-35. Nhưng khi được bổ sung thêm radar tầm xa GE-27 thì điều này lại trở nên khác hoàn toàn. Radar GE-27 do công ty CETC của Trung Quốc chế tạo có ưu điểm như độ tin cậy cao, kích thước nhỏ, khả năng giấu mình mạnh, tín hiệu không dễ bị gây nhiễu, tính năng bảo vệ tốt, có thể tạo thành mối đe dọa rất lớn dành cho máy bay tàng hình. Radar GE-27 được coi là một niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc và được cho là có tính năng không hề thua kém so với radar Nebo SVU bằng sóng VHF của Nga. Siri đã đặt mua 5 tổ hợp radar Z27. Loại radar này có tầm phát hiện xa nhất đối với các mục tiêu bay thông thường là 390 km, có thể xử lý 128 mục tiêu trong vòng 10 giây và được cho là có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình tương đối hiệu quả. Khi máy S300 kết hợp của radar Z27 có khả năng tạo ra một khu vực sáng, thì điều này có nghĩa là toàn bộ máy bay tàng hình đi vào khu vực này sẽ hoàn toàn bị hiện hình, từ đó giúp F-300 có thể nhanh chóng khóa mục tiêu. Trước đó, Israel đã từng cố gắng tiêu diệt trên địa Sada CI-7 tại Damascus hồi cuối tháng 1 năm 2019. Khi đó thì phòng không Syria đã bắn hạ được 30 tên lửa Israel nhưng cũng phải hứng chịu thiệt hại nặng nề khi để lọt lưới một số quả đạn nguy hiểm đánh trúng vào hạ tầng sân bay, bao gồm các nhà kho và một đài radar cảnh báo sớm tầm xa EZ-27, biệt danh là Westmass. Tuy nhiên, chỉ có dàn anten của tổ hợp radar này bị phá hủy, phần quan trọng nhất là bộ thu phát thì vẫn còn nguyên. Cộng thông tin Sina của Trung Quốc cho biết, phòng không Syri có thể sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ xung quanh sân bay Damascus bằng việc triển khai kết hợp radar ce 27 với các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 hoặc Buk M-2E và Panzer S-1. Trang tin của Nga là Avia Pro cũng khẳng định rằng Panzer S1 tích hợp hoạt động với Jada Z27 sẽ là một lợi thế giúp quân đội Syri mở rộng bán kính phát hiện các mục tiêu trên không. Zada Z27 của Trung Quốc cũng có thể cùng hoạt động với hệ thống phòng không S300. Khi kết hợp hai hệ thống này, phòng không Syri sẽ có phạm vi theo dõi các mục tiêu tàng hình lên tới hơn 500 km. Bản tin của chúng tôi đến đây xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.